Mình đang đi quay game show thứ năm chú nhộm. Mình thấy không có vui, biết sao không? Không biết hát. Ủa? Quay xin gì vậy? Quay xin gì kìa? Quay quay kìa. Hello anh. Có bao nhiêu cái gì không em? Đây với nhân chi vậy? Chị anh. Dễ muốn vú. Cái gì? Dễ muốn vú nè. Ngoài vậy xin, hồi bữa em quay với anh cũng dán không vú. Thì anh có kêu đi nhưng mà để quên ngoài xe rồi, giờ vô đây lùi ra quá. Lùi ra hả? Đây yêu có bao nhiêu không? Có biết chăm. Hello, hello má Trang. Chị Trang có cái gì không? Nhưng mà em nên tìm đi, tại một hồi rất là say sát. Nhưng mà anh tìm để làm cái gì? Thì anh dán đi nè, em thấy rồi đó, coi vậy nè. Anh dán cái khác. Nói nhỏ nhỏ thôi ba. Thôi, bây giờ nè anh chụp. Anh chụp, bây giờ nói chung đó là thôi bây giờ em sẽ hy sinh. Bây giờ anh không có. Anh chờ. Anh không có. Cái kia thì thôi mình đưa lên. Chú đàn bà nữa. Đâu có đâu, nó nhỏ lắm. Anh lấy đỡ này của em đi. Hai Mai, cái này nó an toàn hơn mà nó dành cho cái đó nè. Trời ơi, bậy bạ hết sức rồi. Ê, đây nè, băng keo nè. Em gì? Đây không nè. Có, không phải băng keo, cái này là dán mi. Cái này là dán mi. Cho nó dán lắm sàn, nó có thấy đâu. Ừ, dán đi. Nè, con em này đây. Rồi, được đi ra ngoài thôi. Ủa, em cho anh mượn rồi, anh may mắn rồi đó, anh hy sinh cho anh đó, anh biết không? Còn sao này dính kìa vậy? Thì cứ nó dính vậy mà, đó rồi đó mọi người. Rồi, anh ơi. Rồi, đi ra, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi rồi. Đi luôn, đi rồi, dẫn đi ra luôn. Có nói gì mà. Rồi. Đi, em cầm ra. Ủa, cái gì mà nó lập nhau dữ vậy cưng? Dán lại đi, dán đỡ nhục rồi, đỡ nhục. Rồi, tao ơi, xong chưa? Đàn ông con trai kiểu gì đó, ngày nào đây này. Đúng mà hả? Ngày nào lên đàn cũng xinh dán vậy đó anh chụp. Mọi người đi đâu hết rồi? Mọi người đi ra hết rồi. Rồi mình đi assess chụp hình nè. Mọi người đi ra hết rồi. Quý ơi, cái bạn gì Quý? Quý đang quay mặc đồ lạ lắm em, nên xin khó coi nè. Hai người này anh đội luôn nè. Đào với lại Quý. Được không Quý? Đẹp quá. Anh đang xin mặc chân cá nhân có không? Có điểm anh nhân anh mang anh lộ liễu quá hả? À. Ác ghê, giờ nghĩ sao mà mặc cái vậy trời. Thì sự. Sao bữa nay hẹn nhau bận đồ gì mà sao anh bận đồ khác em vậy? Cũng có đen nè, tại vì anh lấy lộ áo sao? Nhưng mà, ủa tháo ra đi coi. Ủa đâu có thấy gì đâu. Cái này của áo cặp đúng không? Cái này của anh Quang, còn cái của chị Trâm đâu? Cái này của chị. Ủa của chị hả? Trời ơi, sao lấy của chị Trâm? Cái này mới luôn á mà. Để đi quay em hiểu không? Thì lúc nào chuyển đi rồi. Anh thử xài được không, để mua cái này để đỡ tiền. Ghê quá, tự nhiên đàn ông ôi Hoàng ơi là Hoàng. Không, của Hoàng bị trộm rồi nên xài nha. Xài đây được không? Thử nha. Của anh bị xài. Cái mặt nào dán vô, mặt nào dán vô vậy? Cái phải móc ra hả? Thôi thôi vậy được rồi. Anh điên quá này, miếng dán mụn ngô ta đi dán lắm. Tôi sợ không ghê luôn á mọi người ơi. Có chính đâu vậy? Quý, có thấy không? Không. Được không? Suốt ngày cứ lên đàn mượn, đi mượn băng keo dán vú hoài thôi. Ta cho mượn Hoa Mai luôn nè, thấy chưa? Chuẩn bị sẵn luôn, lúc nào cũng tối trong người trơn á. Không phải vì mặc hai ba áo á, nó cộm lên kỳ lắm. Cơ à, cơ. Thiệt kìa. Ê, trời ơi, nhờ vậy vợ trời ơi. Yeah, được cơ chứ bộ. Ông thấy chưa, ông thấy mà ông cơ mở. Thấy rồi. Thấy rồi nào. Ủa, đã về đây đi. Ủa? Trời, vú thì to mới bóp được chứ đúng không? Là cơ. Cái đó là cơ. Cơ. Mệt quá. Thấy chưa? Tập trung luôn, tập trung luôn. Ê vợ thả ra. Trời ơi, anh để về luôn, anh Quang. Để chỗ đây chứ chứ ngủ gì? Để đi đẹp mà. Nè dễ như vậy. Dễ cho ông kính á. Ghê quá, thầy cơ quá. Ngày nào lên đài cũng xinh như vậy đó em. Không có để hạ gì đâu. Em mua tặng cho anh một món nha. Là quý thì hả em muốn ừ, thì đừng có lấy miếng đó chị dán thôi đừng có cho mấy cái cảnh này lên kênh của chị sợ à lắm. Quý sao bụng em bự vậy? Chị nói gì vậy, có nhìn lộn bụng em với bụng đào không? Ủa anh kỳ vậy hả, tái cái mặt liền nói với bụng rất chắc nha. Ờ, lát em qua đợi anh. Không được, không được chia sẻ, không được chia rẽ cặp đôi của tôi.
khoan khoan, bả đòi đi với anh kìa. Hai đứa mình màu sắc còn không có trùng nhau em. Ủa cái trùng hả? Ủa em nói chơi anh tự thật. Anh đang nói anh với Trâm không có trùng á. Ồ, quên đây nè. Tí màu đen nè. Hai, ba. Đó, thấy không? Người ta đen trong ở trên trong nè. Nhưng mà ở ngoài đen thôi, nhưng mà trong tấm hồng là trắng, trong trắng. Ủa sao? Nhưng mà tụi mình cũng phải thân thiết với nhau ha. Không. Không thân nha, nhưng mà anh ơi anh mời vậy mà, là sao được anh cái... Ví dụ như đội tụi em á, anh biết em hát dở rồi. Rồi anh cần điều đó đó. Trời ơi mà... Anh cần điều vậy đó. Vậy anh mời luôn cả hai đội hát dở, sao anh mời Quỳnh Quý, Quỳnh Quý là ca sĩ. Đâu rồi, có đâu, chị anh Đào chưa hát cũng hay nữa. Quỳnh Quý luôn. Chán Quỳnh Quý chưa hát. Không, nghe vô ca này em nghe đúng nhưng mà hát rồi, hát hoài luôn, đi diễn suốt luôn. Anh mời người chơi không có cùng tuổi, khó chơi. Ờ, cái gì trẻ, tin tin chơi với nhau dễ hơn. À, ý em nói là hai đứa anh vẫn trẻ hả? Ông nói mình già rồi đó anh. Ông nói hai người còn chưa đủ mà thì ra, chơi cái gì? Quen tính ra quen là 8. Bỏ. Quen mới là 18 tuổi mà sao lại nói kỳ vậy? Trời ơi, hát chưa. Không, nhưng mà phải ghi nhận là 38 tuổi mà với gương mặt này là quen rất là trẻ. Trẻ hơn chừng. Đúng rồi. Trẻ hơn anh chừng, trẻ hơn anh là được rồi. 38 tuổi mà mặt chỉ 83 vậy trẻ rồi. Đâu tôi ghi hình ông lại coi nè, ông nói tôi sẽ. Anh nói sao nói nha, anh mà chẳng nói anh quen là bực đi. Anh đứng lên giọng nó kêu em chơi với anh quen đi, cái ông nói à. Okay, để ông sắp xếp chụp hình xa vậy cưng. Rồi bữa đó là anh định cho em chơi ngày 21 vậy. Tôi sinh năm 90 nha chừng. Khẳng định lại một lần nữa tôi sinh năm 90. Đó. Dạ nhìn thấy đó. Trời ơi, ai anh 90 hả? Anh 90. Anh mà 90 chắc em 2 lẻ 5 quá. 2 lẻ 5. Tức dễ sợ ha. Chỗ người ta đang chụp hình kìa. Đấy, 4 người mình vô chụp hình nữa. Anh trời ơi, sao anh đánh tay em chứ xíu mà tay em đổ mồ hôi luôn vậy? Tay em đổ mồ hôi á. Tay anh á. Anh. Tay anh. Nửa người hả? Có nửa người anh. Anh trời ơi, mình chưa quay nhưng mà mình được quay YouTube đúng không? Mình xin phép trước chứ không là bị chửi. Mọi người nhớ đón xem chương trình thứ năm vui nhộn nha. Tập này là chỉ có Trâm với anh Quang với lại Quỳnh Quý với chị Đào. Tập này anh là... ơi, tập này chiếu Giáng sinh hả anh? Quay mặc đồ Giáng sinh đó chị. Tập này không biết một, là chiếu gì nào. Một đứa đỏ, một đứa xanh nè. Ừ à. Tụi em quy định là chiếu Giáng sinh đó cho nên tụi em bằng đồ đỏ với đồ màu xanh. Ok. Vô chụp chung kìa anh. Chụp chung. Ok. Chị Đào chụp chung chứ. Hả? Mọi người chơi đó. Gom lại chị. Rồi, chụp hình lên quay không? Trời ơi. Lộn hả? Rồi, ấy vai vô nhau nè. Hai người trao mặt vô. Hai người giống như là hai người đưa nắm nắm ra đó. Đi chơi game show giống quýnh nhau vậy trời. Ok. Thôi cứ chụp lại em cưng. Cứ chụp lại em cưng. Chụp lại cái gì vậy? Thôi biết đâu chụp lại thư hình. Bây giờ mình bóc phốt đồ của anh Quang bận nha. Đôi giày này bao nhiêu tiền? Đôi giày LV hả? Ừ. Ôi đôi giày LV luôn. Bao nhiêu tiền anh Quang? 3.8 triệu hả? 800 mấy đô. 800 mấy đô. Trời ơi 10 mấy triệu. Dễ sợ luôn, bởi vậy lấy khăn giấy ướt đồ lao miết thôi. Rồi lâu. Bữa nay lại ốp điện thoại khác nữa rồi. Ủa điện thoại khác hả? Đó. Ủa điện thoại cái đâu rồi? À. Cái ốp đó à, bằng cái ốp đó à. Cái ốp này mua 80 ngàn nè. Cái nào? Ốp này nè, 80 ngàn. 80 ngàn mà bữa giờ em bóc lọt qua nên không cho. Không, tại vì cái màu này nó hợp với cái này quá. Lâu lâu mua sai nha, mua sai mà tình cờ mua đúng cái màu. Anh gắn được cái quần của em. Em gắn qua chứ. Cái gì kìa vậy? Trời ơi. Thôi em kéo cái áo lên, chờ ông qua ông dán thôi đó. Em cởi hết anh ra luôn hả? Em che lại cho. Em biết anh bụng mỡ rồi, em sẽ che lại cho. Mỡ đâu mỡ nè. Bụng quá mỡ luôn chứ đâu có mỡ đâu. Em có thấy cái bụng nữa hả? Bụng anh rất mỡ. Không những mỡ mà là nhiều mỡ nữa. Không hề có mỡ. À lòi chút xíu. Cái game show này chơi xong mình cũng không biết nữa. Chắc là tại về ca nhạc đúng không? Có dành việc mà đánh đấm mới lộn đó hả? Đó. Trời ơi, bữa chơi cái game kia về nhất mình luôn.
Bữa em chạy trước anh ngày sao? Biết chạy cái chung nhanh rồi. Bữa em cũng thua mà. Hình như tụi mình có duyên thua hay sao á? Có thua mà cũng có duyên nữa hả? Thì cái duyên thua đó. Ai mệt quá mọi người ơi. Quay xong rồi mình còn phải đi quay tiếp nữa. Quay còn quay xong mà quay chạy qua quận 9 nè. Em đi 20 qua Tân Bình. Tân Bình cỡ 100 kìa. Đây. Ăn cái na 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 na. Game show đây là một trong những game show mà mình sẽ được thể hiện tài năng ca hát của mình. Em nói gì chứ? Đọc rap nữa. Em nói đây là game show mà mình có thể thể hiện được tài năng ca hát của mình nữa. Tài năng ca hát. Đó. Em hát hay mà anh sao vậy? Em hát hay mà. Anh thử một câu coi. À. Công chúa bao bóng. Không thuộc. Dạ bài gì thuộc đi. Ngày ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn. Để nơi đây, em như mộng du trên lối hẹn hò. Hay quá nè. Trời ơi, chụp hình đó. Nhớ như ngày đôi ta có nhau, tương nụ hôn đã chẳng. Ông bà xưa nói hay quá, hát dở là tôi rất tình nhiều. Em mà đúng không? Ê, con biết luôn rồi nè. Anh ơi, cái mic này nó bị xa, cái miệng em quá. Tiếng giống không? À. Tiếng em kêu cho em hát dương dịch địch. Anh nói nha. Anh nói hồi nào? Anh vừa phải đâu nha anh Quang nha. Ây da, anh không phải nói. Ngày ra đi, em mang theo một con tim thật buồn. Để nơi đây, em như mộng du trên lối hẹn hò. Như vậy đôi ta có nhau, tương hôn đã. Trời ơi, chống đồ liền quá. Chết cha, chống mặt quá anh ơi. Ngày xưa mang thi tiếp viên hàng không nha mọi người. Cái gì tiếp viên hàng không vậy? Chống mặt quá. Còn rác đi. Bài đó em hôm nay là tháng năm. Mình bàn kế hoạch là mình hôm nay là tháng năm. Anh dùng sức của anh lôi tụi lại em nhào vô chặt cái mì. Cái nào? Tí này chơi cái trò đó hết. Anh dùng sức anh chặn lại em cứ chụp cái mì đi. Em hát hay hát dở gì khán giả cũng biết rồi. À, nhưng mà quan trọng hát đúng lời hay không ý. Có chữ, ví dụ như cái chữ đó ví dụ đang thẳng đúng không? Lật ngược lại thôi, em phải tinh ý em lật lại. À, mấy cái dù mà lật mặt á là em nhanh lắm. Lật bát chén. À, tôi không tự tin một chút nào luôn á trời. Hôm nay là thứ bảy, em muốn đi vào ba. Nhạc lên là em quẩy, em sexy vậy ta. Mới hôm qua em còn trên vườn. Em nói cái gì? Chồng con nghĩ đây. Em mới nói gì? Em mới nói lao. Tào lao. Chồng con nghĩ đây. Em nói anh lấy chồng hay gì mà anh nghe hố quảng lên vậy. Cái gì? Em cầm với anh, em nói anh lấy chồng vậy đó. Trời ơi. Bây giờ thời điểm này là single hết, không có chồng con. Đúng rồi, single đi cho nó khỏe. Ờ. Độc lập tự do hạnh phúc. Anh có nghe câu đó chưa? Bác Hồ dạy cái gì? Năm điều Bác Hồ dạy. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Ủa đâu có liên quan gì tới độc lập tự do hạnh phúc đâu? Sẽ câu cuối cùng. Độc lập tự do hạnh phúc. Đúng rồi, độc lập tự do hạnh phúc. Mình phải biết tự độc lập nè, mình phải tự do nè, mình phải hạnh phúc được, hiểu không? Đúng rồi, độc lập kinh tế. Một hồi nữa. Quang. Ủa, hai cái miếng hoa mai nó mất tiêu rồi. Anh Quang không dán luôn hả? Thôi, không dán đâu. Em nói lại đi, độc lập tự do hạnh phúc là gì? Độc lập tự do hạnh phúc có nghĩa là mình phải độc lập, mình phải được tự do thì mình mới hạnh phúc. Đúng rồi, phải độc lập kinh tế. Độc lập kinh tế, tự do về mọi lĩnh vực. Được. Không phải bị ràng buộc bất cứ điều gì. Đúng. Thì lúc đó mình mới cảm thấy hạnh phúc được, mình được làm những điều mình thích, được đúng làm rồi. Những điều mình được những làm, được làm những điều mình thích, rồi được sống với đúng cá tính của mình, đó là rồi. Điều hạnh phúc. Sau khi này người ta phải dậy lên giống như dù có thích qua tôi luôn tôi lên chính mình. Em không biết hát. Trời ơi. Quay. Bảo nó kìa. Sao vậy? Đừng cái tinh điên đi. Cái gì vậy? Tại sao rồi mọi người? Trời ơi, có mới 14 phút mà. Mình mặc đồ vest giống nhau à. Ừ, vậy cho mình mà hôm nay mình làm MC. Hôm nay mình chắc chắn là không phải là một đội được, nhưng mà chúng tôi là một cặp đôi MC được. Ủa con gà. Con gà. Ủa con gà. Dạ. Em muốn đổi không? Anh con gì vậy? Anh có con chuột chuột.
Anh đổi chi? Đổi chi vậy? Em con gà, em tuổi gà, thích con gà hơn. Con gà này đẹp ha. Chắc tới cuối trận thì mất con gà. Hay quá. Anh đi ra chỗ khác đi. Qua này hấp dẫn lắm hả? Đi qua chỗ khác đi, nay bảo hợp với em hơn. Rồi quay thôi mọi người ơi, quay thôi mọi người ơi. Quay thôi, bye bye mọi người. Quay thôi mọi người ơi, quay thôi. Bọn họ đã chọn quay tiếp. Quay đi, quay thôi.